Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng đã quay trở lại với series cùng chơi GTA 5 Việt Hóa của mình kính cận. Và nếu bạn nào thích xem những cái clip gameplay của mình thì các bạn có thể bấm đăng ký kênh của mình để cập nhật nhanh nhất những cái clip mà mình vừa up. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu các bạn ủng hộ mình thì nếu mà có xuất hiện quảng cáo thì các bạn nhớ xem quảng cáo và click quảng cáo giúp mình nha. Cảm ơn Sadata. Bây giờ sáng đã livestream Little Nightmare rồi, cho nên là chiều nay mình sẽ up cho các bạn xem GTA 5. Thì các bạn biết thì cái GTA 5 là một cái game khá là ăn CPU, cho nên là khi mà mình livestream thì các bạn sẽ không có xem được cái chất lượng tốt nhất của clip này. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ không có livestream game GTA 5 mà mình sẽ quay cho các bạn xem để các bạn có được cái chất lượng tốt nhất của cái game ha. Đấy, thì mong là các bạn sẽ thông cảm, tại vì đạt chất lượng cao nhất là ok nhất rồi. Rồi, thì hôm bữa thì chúng ta đã, cái tập trước cho bạn nào chưa xem thì chúng ta đã hoàn thành cái vụ cướp ngân hàng rồi. Đấy, là cái tập trước ấy, bạn nào chưa xem có thể xem. Tập trước mình livestream mình quay tới 4-5 cái nhiệm vụ ấy. Đến nhà anh một lát, phần của chú sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi Lester làm xong vài một thứ sổ sách. À, Michael kêu mình tới nhà Michael. Okay. Lúc nào mình vô cái Franklin thì mình cũng gặp cái chiếc xe này hết vậy. Franklin bây giờ hình như là hết thích lái xe hơi rồi, bây giờ chuyển qua lái cái chiếc này. Rồi, bây giờ là tập này mình sẽ chạy đến nhà của Michael. Michael kêu mình tới có chuyện, hình như là rủ mình đi nhậu ấy. Như các bạn biết thì ở tập trước thì sau khi cướp xong thì Michael kêu Franklin qua nhà để nhậu nhẹt ăn mừng cái vụ cướp đó thành công. Thì bây giờ mình sẽ đi qua đó. Hey. Franklin chạy xe một mình đó thì khá là khỏe, tại vì không có thằng Lama nó chửi lộn với nó mệt quá. Chạy xe một mình vậy là khỏe nhất ấy. Hey. Bây giờ mình sẽ chạy tới đó, các bạn thấy thì mình khi mà quay clip á thì các bạn sẽ xem được 60fps và chất lượng tốt hơn là mình livestream rất là nhiều. Livestream thì các bạn chỉ xem được 30 khung hình thôi, với lại lâu lâu nó cũng hơi bị khựng khựng với SIDA lắm, nên là thôi mình quyết định là chúng ta sẽ lấy cái chất lượng đặt lên hàng đầu rồi. Và mình đang cố là quay cái game GTA 5 này nhanh nhất cho cái, nếu bạn phá cửa hoặc phá hủy một chiếc xe an ninh bạn sẽ lấy được tiền mặt bên trong. Đù ghê vậy, tức là hả, nó nói là khi mà các bạn gặp một chiếc xe nào đó chở tiền ở ngoài thành phố mà các bạn cướp được thì các bạn sẽ lấy được toàn bộ tiền ở trong cái xe đó. Nhưng mà tất nhiên cái giá phải trả sẽ rất là cao, tại vì trộm xe mà chở tiền của ngân hàng thì không phải chuyện đùa rồi. Cho nên là mình mà nói chung là các bạn chơi cái game GTA 5 offline á, thì các bạn sẽ không cần nhiều tiền tới mức như thế. Trừ khi các bạn chơi online thì các bạn sẽ cần mua nhà cửa, xe hơi, nhà nhỏ để chơi. Nhưng mà offline thì thoải mái. Cái thằng cái shop Ammunition nó nhắn tin cho mình, nó giới thiệu cái dịch vụ buôn bán súng của nó kìa các bạn. Đấy, nó nói là có nhiều cái loại súng khác nhau lắm, bây giờ chúng tôi đang kinh doanh. Đó, bạn thích thì các bạn gọi cho nó order thì nó sẽ chuyển tới súng các bạn. Game này nói chung thì nó giống thiệt. Ê, nhớ cái ông này không? Cái ông mà lau vườn ở cái mấy tập đầu mình đó. Mình tới nhà Michael mình đấm ông ấy. Ok, không biết là nhậu nhẹt gì không. Không biết là Michael rủ tới nhà nhậu nhẹt gì đây. Tới thăm Michael cái coi, sau bữa cướp hôm bữa Michael đang đâu vậy ta? Chắc là đang xem TV rồi. Thánh này hay xem TV lắm. Đây. Hey man. Oh. Hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hey, ổn không? Hell yeah, we all good. We did. Vụ đó quá ngon luôn. Fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. Lester đang thanh toán cái đang tìm cái nguồn ra cho cái số nhãn xích đó. Ok, anh em mình đền tiền cho thằng kia xong là chắc cũng còn dư ít. Tức là Franklin không có quan tâm tới số tiền đó nhiều. Ủa, ai vậy ông này, ai vậy? Davey. Lâu rồi không gặp. Ê, Trevor đâu mày? Nếu cái thằng đó biết mày còn sống thì mày sẽ chấm hết đấy con. Ô, David. Thôi, đừng lo thằng đấy, nó chết rồi. Tôi với hắn có liên quan gì đâu. David này chắc là một cái bạn xưa. Những tên tội phạm được cho đã trốn thoát cùng hàng triệu đô la trang sức. Ô, chết mồ, tụi này lên báo rồi. À, mà cái thằng bảo vệ này đợt trước nó thoát á các bạn. Nó ngoài bị đấm ấy. What the fuck? Trevor đây này. Vãi, đang phan gái. Lầy quá. Chết mò rồi. Trevor thấy được tin của Michael rồi. Ủa mà tại sao vậy? Kéo quần lên luôn. Uống chút không? Trời má, ông bồ của Michael nhìn ghê. Ủa, Trevor nhìn ghê.
Anh muốn đập đá không? đừng vào đó. Mày lại phang bạn gái của tao nữa. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Bye, Michael. That what you done with me? I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Tao không bỏ qua hết đó. Michael, ủa Trevor nhìn bố đời mày. Tao đang gọi mày đấy. Are you? What are you saying? Mày đang nói gì? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. You think this is funny? Get them off! À, Michael lại, à, Trevor lầy lắm. Tôi nói rồi, bỏ qua đi. Đừng có đầy bụng. Im ngay, Ron. Tao sắp được một đứa phê thuốc. Đó, các bạn à, đầu game giờ kêu mình chơi Trevor thì giờ là các bạn đã gặp Trevor đấy. I don't mean nothing by it, man. I just I know. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Ôm tao cái đi. Mày. Fucking shit. Cut. Cut. Ghê vậy. Cut. Who the fuck are you speaking to? Biết bố mày là ai không? Wow. I'm talking to you, huh? Tao đang chuyện mày. Wow, ghê, đấm chết thằng đó luôn hả? Đừng tới, đừng để bố mà nhìn thấy mặt mày nha. Thôi ghê vậy, chết luôn hả? Fuck you then. Ha, Trevor bá đạo thiệt. Chết luôn, đánh chết luôn rồi. Vậy. Fuck. Lũ đạn Trevor bố đời thật. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ được chơi Trevor rồi. Mấy thằng gì chúng ta phải tóm hết những cái thằng còn lại là thằng nào? Tới thanh toán nhà thằng này luôn hả? Tới thanh toán đàn em của thằng này luôn hả? Gì ghê vậy man? Đủ đáng đánh thằng đó, giết thằng đó xong rồi giờ tới thanh toán đàn em của thằng này luôn. Chạy đến cái rap shit. Nó lầy vậy. Ồ, cái khu Michael sống là cái khu ngoài sa mạc. Ở ngoài thành phố hay sao ấy? Quê, con ma mà tao vừa thấy nó tên là Michael trên TV ấy. Chắc là nó còn sống, tao Los Santos. Bây giờ tụi mình đi tìm nó. Thật sao? Em họ của em đang ở đó. Tìm hắn ngay quê. Nghĩa là em không cần gặp bọn lái xe máy nữa hả? Chúng ta cần làm nhanh nhưng mà không phải vội. Disrespect? What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Mày không có mẹ sao? Everyone got mothers, at least one. Lũ đạn bây giờ mình sẽ tới mình diệt cái bang xe ôm của cái thằng quỷ hồi nãy luôn. Sau đó mình sẽ đi gặp Michael, thằng Trevor. Tại vì các bạn xem tập 1 của mình thì các bạn sẽ biết là ngày xưa Michael với lại Trevor là chung một nhóm. Nhưng mà Michael nó giả chết để nó mai ẩn tích giang hồ. Nhưng mà sau cái vụ cướp hôm bữa thì TV đã đưa tin rồi. Và Trevor đã đánh hơi được của đánh được hơi của Michael. Cho nên là bây giờ Trevor quyết định đã tìm lại Michael. Oh shit, tại vì Trevor tưởng đó là Michael chết lâu rồi. Nhưng mà bây giờ là đánh hơi lại được. Come on man, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết cái đám xe ôm của cái thằng hồi nãy. Cái thằng mà chúng ta vừa đập nó chết ấy. Thằng mà lải nhải trước lải nhải chửi Trevor ấy. Đây tới rồi cái đám xe ôm của nó. Whoa. Johnny đang tìm nó. Vấn đề là tao vừa mới gặp nó 10 phút trước. Johnny ain't gonna be cool if you mess with her again. Oh really? Well, you don't think so, huh? Well, ủa đạn Trevor ghê không? Á chửi nó chút hơn mà nó. Cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, no, you don't mind? Lầy chưa? Á, thanh niên này lầy lắm. And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot. Well, thank you. Ốc và cái ốc nằm ở dưới giày của hả Trevor. Bà nãy đạp nó bể đầu luôn ấy. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands. Giờ đến một phút mặc niệm. Looks like you got something you want to say. Chúng mày muốn nói gì? You got something you need to say. Chạy rồi, mấy anh kia chạy rồi, nghe sợ quá chạy. Không biết là mày đang nói nhảm. Ê, tụi bay đi đâu vậy? Đi nào. Ê, ủ đạn mấy anh kia nghe sợ quá chạy luôn. Ghê, giết thằng quỷ Johnny luôn, sếp của tụi này. Ghê, bây giờ là mình sẽ dí theo, mình hốt hết tụi này. Ủ đạn Michael, Trevor ghê quá, Trevor.
giờ bám theo xe tải. Cái xe tải không động vào được nhưng bọn xe máy thì có. Ok, bây giờ là ý của mày, ý của Trevor là kêu mình hả đụng cái chiếc này cho nó sắp mặt lờ luôn. Chúng mày sợ bãi đái rồi phải không? À, ghê vậy. Không biết Trevor có súng không? Ô, Trevor có súng luôn này. Rồi sắp mặt một thằng, bắn nó. Mình bắn nó được luôn ấy, Trevor có súng. Ôi. Ê, trời tí nữa. Ồ, Trevor nó ở cái khu đảo ha các bạn. Cái khu này giống như khu ngoại ô ấy. Trevor nó ở cái khu như ngoại ô, đất cát không à. Còn à, còn thằng à, ê, ê, còn Franklin với Michael thì ở trong thành phố. Ê. Ồ, ghê, Trevor ác dễ sợ luôn, các bạn thấy nó ác ghê không? Mới giết thằng xong, thằng kia xong bây giờ nó tìm mấy thằng này nó giết luôn. Mấy đàn em ác quá. Trevor được cho là một trong ba cái nhân vật lầy nhất ở trong cái GTA năm này. Các bạn có xem review các bạn sẽ biết độ lầy của Trevor. Trời, bắn nó khó vậy man. Trevor hình như là có kỹ năng bullet time. Thử coi. Không được, không được. Tụi này nó đang chạy đi đâu vậy ta? Ok, bắn té rồi. Hai thằng nằm đường, tuyệt vời. Được rồi, giờ bám theo xe tải. Ủa, bám xe tải đi đâu vậy ta? Mình không biết là... Ok, bây giờ nó kêu mình bám theo xe tải. Không biết là cái tụ xe tải này nó sẽ chạy tới đâu rồi. Mà Trevor kêu bám theo là bám theo rồi. Tao cũng chưa biết, mà đến đó sẽ biết. Tức là Trevor chưa biết là tụi này nó sẽ đi đâu nữa. Maybe bring Chef to finish them. We do this now, Ron, all of us. Shouldn't these bikers be on bikes? Mình đang lái xe mình không có đọc sub được luôn ấy. Các bạn nào muốn đọc sub thì nhớ đọc nha, đừng có bỏ phí nha. Cốt truyện game này hay lắm. Lũ đảng mấy xe này lái nhanh thiệt. Không biết tụi nó chạy đi đâu vậy ta? Cái khu này rộng thiệt. Chạy nãy giờ luôn mà vẫn chưa ra khỏi khu ngoại ô, nó rộng ghê. Được rồi, tụi nó đang tụi nó chạy đi đâu vậy? Canh chừng cổng vào các chàng trai, không ai được đi nếu tao không cho. Tiêu diệt tất cả cái bọn lái xe. Ôi trời ơi. Ôi Michael có kích hoạt siêu năng lực của Trevor là máu điên. Trevor có máu điên ấy. Kích hoạt siêu năng lực. Đây kích hoạt siêu năng lực đây. Mày trời ơi. Ghê vậy. Tức là khi mà mở cái máu điên này lên là Trevor sẽ cân hết mọi mấy cái thằng quỷ này, không có bị mất máu gì luôn, ghê vậy. Cân hết luôn. Này. Mày. Ôi không những cân hết mà tụi nó còn bị làm chậm nữa các bạn. Quá đạo quá. Mày. Tụi nó đông lắm, tụi nó đông lắm. Ôi có chiếc xe nữa kìa. Ê, bị bắn chết rồi man. Hổ báo quá man. Ok, kỳ này mình sẽ bớt hổ báo lại. Tại vì nãy chơi bá đạo quá, tự nhiên bật cái siêu năng lực lên xong rồi quên là hết siêu năng lực. Không sao, bây giờ mình sẽ bắn like a boss lại. Mình sẽ bắn like a boss chứ mình không có hổ báo làm gì hết á. Mình sẽ thận trọng hơn. Bây giờ tụi nó clear hết rồi, bây giờ mình sẽ lên chơi. Ấy tụi nó ra nữa kìa. Đông lắm, tụi này cái đồng bọn của thằng Tommy này đông lắm. Không sao. Ta có tay súng thần thánh à, mình kính cận đây rồi. Tụi bay không có làm gì được tao. Wow, móc lớp hả cưng? Móc lớp hả cưng? Thằng nào nữa? Wow, đây. Tụi bay. Thằng nào nữa? Thâm siêu năng lực được lắp đầy sau khi các bạn nhận được cái sát thương. Đặc quyền lái xe chấm hết. Lầy lội quá. Mày ô đông lắm, tụi nó đông lắm. Núp. Mày. Bắn bể xe tụi nó luôn. Bình ga. This is hard for me too. Tụi nó đâu đây nè, móc lớp mình nè, các bạn móc lớp mình nè. Móc lớp hả mày? Ê chết mồ, còn có nửa cây máu à. Ôi, căng thế. Khoan, mình phải xử cái thằng móc lớp mình cái. Hồi nó quất mình á. Ê. Đóng vậy. Móc lớp hả mày? Ôi còn có tí máu à các bạn ơi. Tụi này đông lắm. Ôi, đông thế. Ôi dồi ôi. Đừng bắn em nữa. Tụi nó đâu vậy ta? Ê, hồi máu rồi. Mình ăn được máu, hên quá. Mày, móc lớp. Thằng khốn nạn. Asshole. Mày.
xe tới. Mày, mày, mày làm sao mà cân lại tao? Nói thẳng ra luôn á. Đứng hả? Đứng nóc nhà hả? Đứng nóc nhà hả mấy con? Sao? Kệ nó móc, nó móc lớp mình nữa kìa các bạn thấy không? Mấy này nó thích móc lớp lắm. Nó bên đây nè, nó bên đây nè, nó đang móc qua sau lưng mình nè. Tao cảnh báo Johnny và giờ chúng mày cũng vậy. Bá đạo quá. Mình thích Trevor đấy. Còn thằng ôm chứ mặt. Mày chạy hả con? Xa quá ngắm không được. Xa quá. Từ từ còn thằng đây. Mày chết chưa? Nó núp được. Thằng này hên thế. Kệ nó ngồi kìa. Mày núp. Chúng mày đâu rồi? Đang vui mà. À, tụi nó chạy hết rồi các bạn. Quay lại xe tải hả? Ok, bây giờ là cái nhiệm vụ tiếp theo của mình là sẽ quay lại cái xe tải. Hình như là tụi nó sợ quá, tụi nó chạy hết rồi hay sao ấy. Soda, snacks. No. Get in the fucking truck. Ghê vậy. Đó là mấy đồng đội sợ quá nhảy vô xe luôn. Wait. What are you still doing here? I said go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? Léo lên mày. Thôi nó không đi, thằng kia sợ quá không đi hả? Rồi, vậy là chỉ có thằng Wade đi chung với mình thôi. Vậy là cái tụi đàn em của thằng Tommy nó sợ quá, nó chạy hết rồi. Và Michael cũng ở lộn Trevor cũng không có dí tụi nó nữa. It's one thing messing with tweaked out bikers, but the Aztecas, man. The Aztecas, it's just a name. Is he Illuminati as well? And a wacky? I'm one of the lizard people. I got this Chinese contact you can meet at the inn. He'll buy all the meth we can cook. Ok, bây giờ mình sẽ đến cái nhà của thằng gì ấy, chưa biết, nhưng mà cứ chạy tới đó đã. The Aztecas control the guns, so we're taking them out. Về tới đâu vậy ta? Chỗ này tới đây làm gì vậy ta? Không biết tới đây làm gì nữa. Ôi, thằng nào vậy? Ủa vậy sao? Ghê vậy? Tông luôn hả? Ủa thằng này là ai vậy? Đẩy nhà di động xuống sông. What the fuck? Lũ đang ghê vậy, tông nhà thằng này luôn. Má thánh này giống Michael thiệt, cái thánh này lại giống Michael thiệt. Á đúng là chơi chung có khác. Đẩy nhà này xuống sông luôn. Cái gì vậy Trevor? Đây chính là anh bạn ước đậm. Đây chính là cái eo. Mày phải nghỉ hưu. The Lost MC sẽ phải biến mất. Súng đạn và thuốc ở vùng này sẽ do tập đoàn Trevor Phillips quản lý. À, hoặc là chúng sẽ bị chặn lại. Chỉ nói thôi là không có được đâu cưng. Mày giờ sao? Bây giờ mày có muốn bỏ cái công việc đó cho tao không? Vậy là tranh giành địa bàn á các bạn. Tao sẽ đi. Tao ghét nhất là cái điệu mà nó nhìn vô tao. Giờ mình sao? Mình kết liễu nó luôn các bạn ơi. Game này nó bắt buộc mình phải giết thằng này. Mày sướng quá đi mất. Yes. Con Trevor này nó bệnh quá các bạn ơi. Thằng này nó bệnh vãi kích luôn ý. Tức là nó giết thằng này để nó lấy cái quyền gọi là hả giao dịch súng ở khu vực này. Ồ, bây giờ mình sẽ chở thằng Ron về nhà. Thằng này, cái thằng đang chạy theo mình là thằng Quay, thằng Ron thôi. Wow. Tao luôn nói là tao sẽ thống trị tất cả. Đó, Trevor nói ghê chưa? À, mình thích Trevor vậy. Mình thích cái độ điên của Trevor và mình thích cái độ gọi là bá đạo của Michael. À, cái thằng mà chạy kế nó nói là lúc nào mày cũng nói là tới nói chuyện, nhưng mà lúc nào cũng không nói chuyện mà chỉ có bắn người thôi. Vậy cái thằng này là cái thằng mà đệ tử ruột của Trevor. I'm not gonna raise my balding head on a beach in 10 years time saying all is well. Is this about the ghost? Michael fucking damn it. Michael éo mẹ, chính là nó. Chửi Michael, mày dám hả? Giả chết để mày hả rút lui giang hồ hả con? Chửi Michael, Trevor tức lắm. Là Trevor nó dạng như là Trevor này nó muốn cái cuộc đời gọi là điên khùng của nó, cướp bóc này nọ, nhưng mà Michael thì không. Michael muốn dừng lại. Cho nên Trevor nó điên rồi. Đó thấy chưa? 10 năm tôi đã chìm trong sự giả dối. For a man with an interest, some may say obsession. Đó, trong mắt mình là thú vui đó. Trevor cho rằng những cái cho rằng đi cướp là một cái thú vui ấy.
Đấy, bạn thấy Trevor bá đạo không? Có nhiều bạn rất là thích Trevor à. Tôi cũng thích lắm. Ê, dám đụng xe mày cổ mày. Ủa Trevor mày. Quỷ này nó muốn chết rồi. Ra khỏi xe đi Ron. À thằng này là Ron. Tao cần cái thời gian suy nghĩ. Ron. Chạy mau. Má nhỏ bắt. Nhỏ đi bộ cũng không cho nữa. Đây là nhà an toàn của Trevor. Bạn có thể cất xe vào gara và có thể tùy biến nó. Phương tiện đi lại cùng Los Santos. Ok. Đây là nhà của Trevor đấy hả? Bạn có thể lưu game bằng cách là ngủ trên giường và tới chỗ quần áo để thay đồ, đi lại xung quanh để tìm các hoạt động khác nhau để tham gia. Ok. Trời ơi, nhà Trevor dơ vãi luôn coi kìa. Trời ơi, đi đái vào tủ luôn hả? Phải cái tủ không? Để tôi quay lại coi nó đái vào đâu vậy. Ok. Ok, rồi nó đái vào đây. Tôi tưởng nó... Trời ơi kìa. Ui, kính bể nhà vệ sinh shit văng tùm lum ở đầu thì hói. Lũ đen Trevor. Trevor lầy quá. Ok. Bây giờ là mình có nên thay cái bộ đồ cho Trevor không? Ok, mà để mình thay cái bộ đồ cho Trevor, nếu mặc bộ đồ nó lầy quá. Oh, Ron gọi. You know I don't like using these. Mày biết là tao không có thích cái thứ này. Then make it quick. Thôi làm lẹ lẹ đi. Nhưng mà cái công việc đó chưa có chuẩn bị. Những cái thằng Trung Quốc nó đang tới đây rồi. Mày nói như vậy hả? Mày điên à, Ron. Bây giờ tao sẽ đi với mày và cho mày biết cái cảm giác đó là như thế nào. Dạng như là mày dám bố đời với tao vậy hả Ron? Tụi Trung Quốc nào ấy, hình như là tụi này nó đang chuẩn bị giao dịch vũ khí với tụi Trung Quốc các bạn. Thì các bạn vừa thấy là nó vừa giết cái thằng kia rồi đấy. Nó vừa giết cái thằng mà trùm giao dịch ở vũ khí ở trong đây. Ok, mình mặc bộ đồ này đi. Đây hình như là cái bộ đồ día của Trevor. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái số nhiệm vụ lặt vặt của Trevor. Chắc là hả, mình chưa gặp Michael được lúc này, tại vì đang còn bận một số cái vụ giao dịch vũ khí ở trong thành phố này. Ok, bây giờ mình sẽ chạy qua nhà thằng Ron, mình rước nó đi. Trời thì sẽ có vẻ như sắp tối rồi mấy man. Mình có nên ngủ tới trời sáng không? Hay vô ngủ một giấc đi ha. Tại vì trời tối chơi các bạn sẽ hơi bị khó nhìn, với lại cái game nó không có được đẹp như là trời sáng. Ok, thôi mình ngủ một giấc đi. Ngủ một giấc rồi sáng dậy cho các bạn xem nó chất lượng hơn. Vừa mới đi giết chóc quá trời, ngủ một giấc cho nó khỏe. Có cái giường của Trevor đâu rồi? Đủ đạn cái nhà Trevor như là cái bãi rác vậy. Ủa? Cái tủ đồ nó hả? Nãy giờ tưởng quần đồ ngủ. Đây đây, rồi. Trời ơi, có cái giường của anh Trevor kìa. Tạp chí người lớn, rượu, bia, thuốc lá. Quá lầy luôn. Thanh niên Trevor lầy quá các bạn ơi. Không biết trời sáng chưa, thấy có ánh nắng chiếu vô này. Tôi nghĩ là sáng rồi. Ồ, sáng rồi thấy không? Trevor ngủ là nó phải khác Michael ngủ ít quá. Trevor ngủ phát sáng luôn. Ý hồi nãy là tôi ngủ là chưa tối ấy. Mà... Ủa sao cái camera game này nó cứ soi soi ra vậy? Từ từ để tôi chỉnh cái camera lại chút các bạn. Ồ, hồi nãy lượm được mấy cây súng AK của cái tụi xe ôm này các bạn. Ok, khoan, sao cái camera nó xa quá vậy ta? Kỳ vậy. Tôi chỉnh lại tí coi, sao lấy vậy? Đây là cái điện thoại. Đây là zoom. Ủa làm sao để chỉnh camera lại, mình quên mất rồi. Cái này là để soi trước mặt, cái này là để đi bình thường. Cái này là điện thoại. Khoan, để tôi mở option lên, tôi chỉnh camera cái. Camera nó hơi xa. Đây. Chỉnh nút đây. Di chuyển. Ủa cái này là... Kỳ vậy ta? Không biết chỉnh. Cái này là đổi vai các bạn. Cái này là phải mình chỉnh, các bạn chờ mình tí, thông cảm nha. Tôi sẽ chỉnh cái camera lại. Cái góc này sao quá, khó nhìn lắm. Ủa, kích hoạt độ điên. Kích hoạt độ điên của Trevor. Kỳ vậy. Bữa tôi nhớ là chỉnh được mà. Thôi thua rồi. Cái bả đi. Chơi cái góc nhìn xa xa luôn chứ giờ sao. Hơi lầy. Ok.
Michael, lộn mà Trevor, tôi lộn Trevor với Michael hoài ta. Ở đây có một cái nhiệm vụ phụ này các bạn. Mình có nên làm nhiệm vụ phụ không hay mình làm nhiệm vụ chính luôn? Thôi, mình tới nhiệm vụ chính luôn đi ha. Mình biết là chắc các bạn cũng thích coi nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ phụ chắc đi bắn giết này thôi, Trevor này. Cái bản chất của nó là mình biết nó sẽ đi bắn giết này nọ rồi. Thôi mình sẽ tới mình gặp Ron. Ron mà sao tại sao tên Ron mà ký hiệu lại là chữ C ta? Mình không hiểu cái game này nó ký hiệu cho lắm. Ok, cái xe của Trevor đúng là cái xe để dùng trong di chuyển trong cái vùng mà cát này luôn á. Cái xe rất là bụi đời, các bạn thấy những cái xe cổ đây gọi là cái xe gọi là xe nông thôn luôn à. Cái này giống như là vùng nông thôn. Đây tới nhà của Ron rồi. À, cái này không phải là Ron mà là Chinese. À, mình nghĩ cái này C là Chinese ấy. Tức là một cái nhà hàng của người Trung Quốc. Phải không ta? Đúng rồi, đây là phải nhà của con Ron đâu. Nên mình sẽ cần tới đây để mình giao dịch với mấy anh Trung Quốc, cầm súng đi vô cho nó bố đời. Giao dịch với mấy anh khựa này là phải cầm súng chơi với nó. Ok, tao vô nè. Cái gì vậy? Trevor. Vẫn chưa hết thời hạn cấm. What about these two? Thế còn hàng đó làm sao? Người nào thấm sẽ bị cấm khỏi đây. He's one. Ban him. Nó thắng rồi, đuổi đi đi. Đó là thằng chồng của tao, đuổi gì? Tức là Trevor bị cấm ở đây. Tại vì nghị sự mấy này đánh nhau cho nên là bị bả cấm. Bán tuần ly đi. Tao sắp có một cuộc họp rồi. Nhưng mà nếu mà có thêm vài cái xác nữa thì tao thề là tao sẽ không bán cái này cho mày nữa. Oh, hello ngài Philip. Trevor Philip. Oh, chào Chen. I am Mr. Chang's humble translator. Tôi là phiên dịch của ngài Chen chứ không phải là Chen. Ngài Chen bây giờ đang này nè. Oh, phê vãi cái đấy. Thằng này thằng Chen nè các bạn. Mr. Tao Chung is lũ đảng đang phê cần. Đang phê thuốc. 我说人事你真是太好了，太好了，那那听话。 Đây là khoảnh khắc mà huyền diệu nhất trong cuộc đời của tôi. Cậu ta bị cái éo gì vậy? I'm out. Tôi bỏ cuộc. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Nếu mà ông đi là ông sẽ giết tôi. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious. Tập đoàn Trevor Phillips mới ghê, tập đoàn luôn. Things work out, we partner. Nếu mà ông đồng ý thì tôi và ông sẽ là đối tác. I'm rushing. Tôi muốn bùng cháy. Show you the operation. Ok, vậy mời tụi bay đi thăm công ty của tao. Ok, bây giờ là mình sẽ đi tới phòng chế thuốc lắc. Đúng một phòng chế thuốc lắc luôn á nha. Phải lầy lắm á nha, phải giỡn đâu. Ok, bây giờ... Oh, thằng Chép nó gọi mình. Chép lần nào vậy? Đang gọi cho thằng Chép. We're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecs are coming. They think they're taking out Ortega. They ain't mistaken. Chúng không nhầm đâu. Ok. Vậy là cái tin mà mình giết cái thằng hồi nãy là giết cái tuổi hồi nãy là đồn tới cái tổng công ty của nó rồi, cho nên là bây giờ là cái đám kia nó kéo xuống cái lò chế thuốc của Trevor rồi. Bây giờ Trevor nói ok vậy hay ấy. Bây giờ là vậy tao giết hết tụi nó luôn. Bạn thấy lầy không? Bạn thấy Trevor bố đời không? Ước gì mình được như Trevor. Ôi, ước gì mình được như Trevor bá đạo quá. Đây cái lò chế thuốc của Trevor này. Vậy là cái tụi kia nó tới nó kiếm mình rồi đấy. Chắc là tụi nó đang ở trong. Tụi nó sắp tới rồi. Chào hỏi tử tế đi Jeff. Họ là khách của tao đấy. Đây là Chen cùng một người giúp việc khiêm tốn. Oh, rất vui được gặp ngài. Thằng phê cần mắc cười quá. Được rồi, bây giờ mời tụi bay vô tham quan cái phòng chế thuốc của tao. Cái thùng rác. Gì ghê vậy? Đi cái đường này đi xuống hả? Thưa các vị, đừng tham quan quá lâu. À, tức là cho hàng kia vô thùng rác trước. Tại vì cái tụ xã hội đen nó sắp tới rồi. Ủa, chuẩn bị súng chơi này. Lựu đạn tới tham quan. Rồi rồi, tụi nó tới rồi. Ok, anh em chuẩn bị. Lựu đạn tụi nó tới luôn, nó chơi mình. Anh em chuẩn bị chưa? Lột hết chỗ này cho tao. Giết. Giết.
cái súng này bắn không đã, súng này bắn không đã anh em ơi. Tôi cần phải đổi cái súng khác, cái súng này bắn phê quá. Ủa, tại sao tôi xài súng thì tụi mày lại móc cái điện thoại? Oh sorry các bạn, hồi nãy giờ mình móc lộn súng. Đấy, mình phải cầm cái này. Yeah! Mày dắt. Yeah! Tao giết hết. Mày dám lùa vào nhà của tao. Tận số rồi, tới số tụi bay rồi. Bắn vào cái bình xăng của nó. Ừ đó, giết hết. Ủa các bạn thấy Trevor bắn đảo không? Các bạn thấy Trevor lên đạn đi Trevor. Ủa đang Trevor lên đạn hơi lâu nha. Mình không thích Trevor ở đây, Trevor lên đạn chậm quá. Ủa nó tới đồng bãi cứt. Ok bây giờ mình chạy đổi qua khu này. Tụi nó tới khu này. Ôi đông thế. Chơi không? Lên đạn nhanh đi Trevor. Ôi tụi nó chạy qua bên kia rồi. Bây giờ mình phải chuyển qua, mình cứu mình chép. Mình chép nó đang bị bắn ở đây. Ủa ra ngoài luôn hả? Lầy vậy. Clear. Jeff. Cẩn thận với Jeff. Bật đầu điên lên. Mày. Quá đã. Mày. Mày dám móc lớp anh mày. What good? Mày. Cậu gì? Quá đã. Tụi nó đang ở sau kìa anh. Okay, rồi tao nghe, tao biết. Để tao, mày để tao. Thằng đó tụi nó ở đây anh. Em lùi xuống đi. Để anh lo. Bật đầu điên lên. Quất. Tao đang điên mà sao hết đạn vậy? Giết. Trời ơi, tụi này đông quá anh em ơi. Giết. Giết hết cho anh. Thôi hết điên rồi, điên. Ngồi xuống cover đi. Giết. Yeah. Còn có một chiếc à. Mày tới số rồi. Yeah. Giết, bắn bể xe nó luôn. Bắn vô bình xăng con nằm đâu vậy? Đủ đạn. Các bạn thấy Trevor bắn đạn không? Súng của Trevor nhiều đạn lắm, bắn đạn lắm. Đồ hỗn xược. Bọn mày đòi ăn hả trong khi ỉa? Chúng ta cần ở phía trước cửa hàng mau lên. Ủa còn nữa hả? Chúng ta phải xuống tầng dưới. Ôi tầng dưới nằm đâu? Ok, Jeff đi trước đi. Jeff là cái thằng quản lý cái khu chế thuốc lắc của mình đấy. Get behind here, they're coming. Nắp ở đây nè. Ok, tụi nó tới trước cửa hàng mình luôn rồi kìa. Tụi này nó lầy quá, đông quá vậy. Giết. Tụi bay ngon, tụi bay bước vô đây. Tao sẽ cho tụi bay ăn đạn sướng người luôn. Come on man, vô đây. Ok, tụi nó chạy rồi, bỏ đội hình rồi. Ok, giết nguyên cả nhóm luôn. Chạy rồi, nó chạy rồi các bạn. Chạy rồi. Good. Good. Oh, mình chơi Trevor riết mà mình cũng điên luôn rồi các bạn ơi. Thiệt, trời ơi, nằm xếp lớp luôn kìa. Thôi lẽ mình lụm lại đạn. Ở cái thằng Chen này nãy giờ nó phê cần chưa xong nữa. Không, ông bass nghe tuyệt quá, cái loa đâu vậy? Mà nãy giờ tụi này nó núp trong cái thùng lạnh, cái thùng đá. Tôi sẽ ghé ba và ký hợp đồng với các vị sau nhé. Bây giờ các vị đi. Ok, bây giờ là cho tụi này đi rồi. Vậy là tới không có tham quan được cái gì hết á. Vừa tới là bị cái tụi kia nó quất rồi. Nên là cho tụi kia nó về luôn. Nhưng mà Trevor đã quyết định là sẽ ký hợp đồng với lại ổng rồi. Mà chơi Trevor sướng quá các bạn ơi, thích quá. Các bạn thông cảm nha, chơi Trevor là mình hơi bị điên theo nhân vật, cho nên là mọi người xem thông cảm với cái độ điên của tôi nha. Ông nào mà chơi giống tôi các ông sẽ cảm nhận được cái độ điên. Ok, bây giờ là tôi sẽ làm cái nhiệm vụ phụ này. Để tôi coi có cái nhiệm vụ gì hay không. Tại vì chơi Trevor thì nên làm hết mấy cái nhiệm vụ phụ đi. Thì nhiệm vụ của Michael của Trevor hay lắm. Chắc là không có bỏ được. Tôi tính bỏ để làm nhiệm vụ chính thôi. Nhưng mà nhiệm vụ của Trevor chắc là hay, cho nên là tôi sẽ làm. Tại vì bây giờ có tới 2 cái nhiệm vụ phụ. Bây giờ mình sẽ tới cái nhiệm vụ gần nhất. Để coi Trevor có làm gì, có gì hot không.
Chơi Trevor hay quá. Trevor đã thì cái ai đây? À, một cái ngôi chợ. Cái ngôi chợ có hai thằng đang ngồi uống bia phê thuốc phê cần gì ở đây nè. Ai đây? You're gonna meet a bitch. That's where you're gonna meet. Mày one. Sẽ được gặp một con quỷ, mày hiểu không? Ê ê. À chắc đang bàn về việc chơi gái. Cho tao uống miếng ơi. Tao đang khát thấy mẹ luôn nè. Tại sao tao phải cho mày uống? What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing. All right, it didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean. Tôi không có ý xấu gì hết. Sợ rồi, sợ rồi. Old man. Lũ đáng tự nhiên tới gặp hai này xong đồ uống bia. Creepy old motherfucker. Chỉ súng người mình luôn kìa. I said it. Creepy. Old. Không sợ. Motherfucker. Mày. Cái gì? Hai tụi bay muốn gì? Đi nào. Lũ đáng tự nhiên cái nhiệm vụ lãng vãi luôn. Tự nhiên tới. Hắn có súng kìa anh em. Rambi. Ủa trời, nhiệm vụ bắn bắn người. Nhiệm vụ bắn bắn giết anh em ơi. Ủa nhiệm vụ này phê lắm. Giết giết. Ông cần hết. Ủa nhiệm vụ bắn giết anh em ơi. Wow, đã nha. Yeah, có cơ hội cho mình điên nữa rồi. Tụi bay đâu? Ra hết đây. Ra hết một lượt đây, tao giết hết. Ủa sao tụi này đâu đông vậy? Quay ra hết đây, ra hết đây. Thằng nào? Mười gì? Giết được mười thằng rồi. 12 thằng. Thằng nào tới nữa? 13 thằng, 14 thằng, 15 thằng, 16, 17. Rồi, tao giết hết. Ở đây anh mày giết hết, mày anh mày xin uống bia mà tụi bay không cho uống bia mà tụi bay còn móc súng đe dọa. 18 thằng, 21 thằng, giết hết. Rồi xong. Trevor chết luôn. Mình máu quá, mình máu quá. Để mình bình tĩnh lại. Tức là các bạn phải sống ở trong khoảng là 2 phút các bạn phải sống nha, không có được chết. Ok, bây giờ mình sẽ hạn chế ra đường lại, mình sẽ đứng ở cái góc này, mình bắn tụi nó thôi. Tại nãy mình ra đường ấy. Ra đường thì hơi bị khó chơi ha. Cái này chơi tụi nó luôn. Đạn chơi không? Chơi không? Tụi quay ra đây. Tụi quay ra đây hết đây. Tụi nó tới gần mình quá các bạn ơi. Gì đây, sinh hoạt gia đình hả? Ủa đông lắm. Mình phải sống được trong vòng 2 phút. Ôi trời, đâu đông vậy? Sao mày thích bắn lén tao quá vậy? Con chó. Vô. Vô, nhau vô kiếm ăn. Nhau vô kiếm ăn. Thằng nào nữa? Thằng nào nữa? Mày thích móc lớp hả? Hết đạn, hết đạn. Mày thích móc lớp hả? Mày thích móc lớp tao. Mày thích móc lớp. Đông vậy, đông vậy. Đông lắm anh em. Tụi nó đang ở dưới sau lưng chặn lên kìa. Hết rồi, chỉ còn cái tụi sau lưng thôi. Mình ra mình quất nó luôn. Mày đứng đây chờ ai? Mày đứng đây chờ ai? Tao nè. Thích móc lớp hả? Thích móc lớp hả? You insult me in my mày hả? Cũng mấy giây nữa các bạn. Ôi tự nhiên đâu tụi nó ùa ra nhiều vậy? Ôi ôi, bắn mình bắn bể cái này luôn rồi. Quá đạo quá. Ê, đâu đông vậy? Ê ê. Ê đâu đông vậy? Chờ tao gầy đạn. Ôi trên lầu có luôn hả? Ghê vậy. Tụi bay đâu? Gom hết ra đây. Gom hết ra đây, anh giết hết. Quay ra đây. À, nó tông mình. Quá. Thằng chó. Mày dám tông tao hả? Mày dám tông tao hả? Trả giá đi, trả giá đi. Ok, 4 giây nữa các bạn, cố lên. Giết được 36 thằng. Ok, rồi, giết được 36 thằng các bạn. Hoàn thành nhiệm vụ Rampage. Tàn sát hết luôn, ghê. Trevor phê. Thần tượng của đời em, Trevor. Trời ơi, con nó giết kìa. Các bạn thấy Trevor không? Ôi, Trevor đã quá. Ô, ai giữ xe cho mình vậy, cảm ơn. Ok rồi, bây giờ là mình sẽ đến cái nhiệm vụ phụ tiếp theo của Trevor nha các bạn. Đây đây, cái nhiệm vụ tiếp theo của Trevor là nó nằm ngay đây. Đấy. 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 Nhiệm vụ phụ đã ghê. Bởi vì hồi nãy tôi mà bỏ nhiệm vụ phụ là tôi bị lỗ hết một cái trải nghiệm rồi. Không, bây giờ tôi phải thực hiện hết nhiệm vụ phụ game này luôn. Chơi cho các bạn xem đầy đủ luôn. Nhiệm vụ của Mike của Trevor đã quá.
của Franklin với lại của Michael thì có thể bỏ qua được, nhưng mà của Trevor thì không thể nào bỏ được. Quá hay. Ông này là dạng như một cái linh hồn của game này. Chất thực. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái khu bên kia, hơi xa tí. Nhưng mà tuy là xa nhưng mà cái chỗ này nó chạy cũng khá là thoáng ha, tại vì đường ngoại ô mà, đường đất trồng trọt này nọ, cho nên là chạy cũng ok lắm, không có bị ảnh hưởng nhiều. Mình chơi Trevor nãy giờ mình la quá, mình khát nước luôn ấy. Ui, mình chơi Trevor là mình sẽ thể hiện cái chất của Trevor cho các bạn xem, không thằng nào mà đụng mình là mình đập nó sấp mặt liền, giết liền. Đây là cái khu gọi là của mình mà, khu này là khu của tập đoàn Trevor Philip. Ok, đây là đâu đây, cái gì nữa đây? Ở đây có một cái nhiệm vụ phụ đang chờ mình. Thằng nào vậy? Chắc là thằng này sắp mệt mỏi với Trevor rồi. Ai giờ tạo laptop đi phải không? Hello, oh, chào chị. Oh, rất là tuyệt vời dạo này. Tôi cũng vậy. Đang mắc kẹt giữa hoang lạc và ngây thơ. Dù đang ở trong một cái thế giới mà toàn kẻ cặn bã thôi, cho nên thì công lý là thứ mà chúng ta phải luôn giữ lấy. Đang chửi xéo Trevor. Take this poor wretch on the run. Ê, bây giờ mày tóm thằng này đi, nó đang chạy trốn. About to learn the true meaning of suffering. Phải cho nó gọi là hiểu được cái nỗi đau là thế nào. Mày tìm nó giúp tao chứ. Trời ơi, ai cũng có sở trường của tôi mà. Với cái việc mà thực thi pháp luật thì đó là chuyện của tôi. Đó là lý do mà tao quý mày đấy, Trevor. Đây là cái thông tin của nó, mày đi tìm nó cho tao. Ồ, nó ghê vậy. Lũ đàn bà này gọi là thứ dữ rồi. Bà này thứ dữ rồi, Trevor làm việc cho bà. Bây giờ mình làm sao mình tìm được cái thằng đó cho bà đây. Cái game, game của Rockstar công nhận đã đi chứ. Các bạn coi nè, chạy trên cát, nó có cả vết bánh xe. Tuyệt vời thiệt. Bây giờ mình sẽ rời khỏi cái khu vực của nhà bà này đúng không? Rồi. Ben Bond nó hiện tại khả Trevor sẽ nhận email từ cái bà đó với thông tin chi tiết hơn. Rồi tức là bà gửi mail cho mình rồi. Bây giờ mình phải check mail. Đấy, bà gửi cho mình này. Hãy đến và tham gia một trong những cuộc đua kỳ thú nhất cả nước. Ồ, tao đâu có cần đọc cái mail này. Tào lao vớ vẩn. Sao bà không gửi mail cho tôi? Bà không gửi thông tin, sao tôi biết thằng đó? Trevor, hy vọng là mày vẫn ổn, lâu rồi không biết thư cho mày. Thằng cai ngục là bảo là tao sớm sẽ có người đến thăm. Nếu mà cư xử tốt là hy vọng là tao sẽ lại như là ra tù tới. Cái này là không có gì. Cái này là dạng như là mấy cái link của mấy cái chỗ bán súng ấy, nó gửi tin nhắn cho mình. Ủa sao bả không gửi mail cho mình ta? Bà quỷ này. Bà không gửi mail sao tôi biết đường làm? Hay là mình phải gọi cho bả một cái nha. Mà gọi bả một cái đi. Bà này làm việc chậm chạp quá. Bả đâu? Bả tên là... Đây bà này. This is Maud of Grape Seed. Please leave a message if you have any. Rồi bà gác máy rồi, bà khóa máy rồi. Thôi được rồi. Bà gác máy rồi, gọi không được cho bà. Vậy bây giờ cái nhiệm vụ này làm sao đây? Bây giờ phải chờ bà gửi mail cho mình. Tức là bây giờ là mình phải chờ bà gửi mail ấy. Cho nên là thôi chờ bà gửi mail thông tin đi. Bây giờ mình sẽ chạy tới cái nhiệm vụ chính của Trevor. Để coi là cái nhiệm vụ chính Trevor kỳ này có gì. Đấy, bây giờ một clip mình sẽ cố gắng quay dài cho các bạn xem ha, cho các bạn thỏa lòng mong đợi cái clip GTA 5 tập trước á, thì mình livestream có rất là ít bạn xem, thì các bạn nào chưa xem thì nhớ xem, tập đó rất là hay nha. Đây, bây giờ mình sẽ chạy về nhà của Trevor đúng không? Đúng rồi, nhà của Trevor đây. Rồi, ok man, mình sẽ làm nốt cái nhiệm vụ này. Lại đây, mau lên sếp. Ủa ai vậy? Ron. They were here for you. Tụi nó tới tìm anh nè. Ai vậy? Thằng nào tìm tao? Cái bọn lái xe máy nãy, sau khi mà giết cái thằng Johnny, nó tới tìm mày. Chúng đập phá đồ đạc của tao hả? Rồi xong. Hả, cái tụi xe ôm này nó muốn chết rồi. This
This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Mà dám đập bể cái lòng trung thành của tao với cái con siêu nhân này, tao rất là thích nó. Hog riding, shaven headed, rồi chết, chết rồi, xong rồi, xong với Trevor rồi mấy em ơi. Rồi thôi xong xong. Quay vậy. Quay thằng quay thằng quay thằng bạn của Trevor. Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45. À, thằng này sẽ tìm thông tin của Michael. You are fucking. Vũ Dũng này, tao kêu mày tìm thông tin nó mà bây giờ mày chưa tìm được. Mày tìm cái thằng nhóc mà tham gia cái vụ cướp đó đó. Đó, nếu mà mày tìm được thằng nhóc đó thì mày sẽ tìm ra được thông tin của thằng Michael. Có thắc mắc gì nữa không? À, rõ rồi đại ca. Là cái thằng này sẽ cung cấp thông tin cho Michael. Thằng này chuyên đi lượm thông tin. Gửi lên đi cu. Ok, mình sẽ lồng tiếng cho các bạn nghe luôn. Good. Đó, lồng tiếng luôn, không cần phải nhìn sub gì hết á. Shall we go? Bây giờ tao mày lên đường. Cannot believe that they fucking. Không thể tin là tụi nó dám hả tới phá nhà của tao. Cái gò má, cái gò má mới ghê, cái gò má chết tiệt. Bây giờ mày lấy chiếc màu xanh đi, tao thích chiếc màu hồng. Bây giờ đến cửa hàng Amumu Nation. À, cửa hàng Amumu Nation là cái cửa hàng chuyên đi buôn súng ấy, nó chuyên bán súng, chắc là tới mua súng ấy. I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh, what are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. Tao mua hết á, tao cần một khẩu bắn tỉa với một khẩu tầm xa. They say they support local business. Well, we're about to find out. Ok, bây giờ ở đây tới cửa hàng mua súng rồi. Ủ đạn rồi, Michael, rồi Trevor tới mua súng luộc cái tụi kia rồi, bảo đảm luôn các bạn ơi. Chắc ăn luôn. How you feel about brand synergy, huh? TP Industries. Tập đoàn Philips đấy con. Bây giờ là mình sẽ cần mua một cây súng bắn tỉa. Ok, mua. Mình sẽ cần mua ống giảm thanh rồi ống ngắm tầm xa luôn. Ồ, cái này mắc lắm không mua đâu. Mua cái súng Gundam luôn cho nó đã. Đấy. Dậu mà. Bây giờ mình sẽ cần cây súng đó rồi. Bây giờ mình sẽ có cái mình sẽ mua thêm một cây AK-47 đi. Mình sẽ mua băng đạn 60 viên, băng đạn mở rộng luôn, bắn cho nó đã. Với cái đây là súng ổn định, đây là đèn, không cần đèn đâu. Ống hẳm thanh không cần, không cần ống hẳm thanh. Ok. Một khi mà bắn là không cần hẳm thanh, Trevor mà. Rồi, vậy là mình đã có tất cả những cái thứ đồ mà mình cần thiết rồi. Mua thêm cây này luôn, 8.000, cây này đã lắm các bạn, súng phóng lựu đạn ấy. Ôi, ống ngắm luôn hả, khỏi cần ống ngắm. Lên Golden luôn. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ check cái kho vũ khí của mình lại cái đã. Ok, mình đã có đầy đủ đồ chơi và mình đã sẵn sàng lột hết cái đám gọi là tới phá nhà mình. Khoan, mình mua giáp cái đã các bạn. Cái cái này gọi là cái quần áo ấy. Chơi bộ đồ mặc bộ đồ día đi, đánh nhau cho đã. Ở đây sẽ có nó sẽ có áo giáp chống đạn cho các bạn luôn. Mình sẽ mua áo giáp chống đạn tại mình nghĩ là sắp có biến rồi đấy. 500. Mình nghĩ là sắp có biến rồi. Chết mồ, sao máu của Trevor còn ít quá vậy? Làm sao đánh đây? Chết mồ, ở đây có bán máu không anh? Thôi, chắc là không có bán máu rồi, ông này chỉ chuyên vũ khí thôi. Rồi. Đạn mày dám tới phá nhà của tao. Tao sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của Trevor Philip. Run, tao có súng rồi. Bây giờ mày đến chỗ mà thắp nước ở gần cái trạm sân bay chờ tao. Ê, cẩn thận đó, tụi nó đang ở khu sân bay đông lắm. Được rồi. Ok, tụi mình sẽ đến diệt cái máy bay tụi nó cho tụi nó khỏi đi buông súng luôn. Ghê vậy, vậy là tới phá máy bay hả? Tao với mày thôi, không cần nhiều. Mày đâu rồi, tao đang chờ nè. Rồi, tôi tới rồi. Rồi, nó chờ mình ở tháp nước. Ok, rồi. Tao tới đây. Chắc là mày Trevor sẽ đủ trừng phạt cái tụi hồi nãy ấy. Giờ leo lên đúng không? We gotta wait till you can slip in there unnoticed. She'd give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? Tao cũng đã trèo lên đó. Nếu đầu gối không có dính mũi tên gì đó. Okay, bây giờ mình sẽ trèo lên đây luôn. Trèo lên đây để mình sử dụng cái súng ngắm ấy nãy mình mua ấy các bạn. Đây. Ủa, chơi tỉa từ xa luôn Trevor. Rồi chờ đến đêm. Chờ tới đêm xuống mới hành động. The time is right. Go on, my son. Thời khắc đã đến. Whenever you get a doubt in your mind, chuyển sang ống ngắm bằng cách ấn LT. Tức là mình yểm trợ cho thằng Ron. Rồi, ok rồi. Mình yểm trợ cho thằng Ron ấy.
Giờ thằng Ron nó đang tiến vào cái bãi sân bay. Thấy tôi chưa Trevor? Khoan khoan, hồi nãy giờ mình lo nói chuyện mình lạc. Đây. Thấy rồi. One of these assholes is having mày không tin được đâu John, tao thấy một thằng động kinh đang đứng nhảy. Tao đây, đừng có bắn. Đi lẹ đi. Tôi đang đi, nhớ yểm trợ cho tôi nha. Ok, tao yểm trợ cho mày, đi đi. À, cái nhiệm vụ này căng lắm các bạn. Bây giờ không biết là tụi này nó cướp gì của tụi lái xe mô tô ấy. Ron này đi chậm thế. Đợi chút, ở dưới tháp canh điều khiển có một tên đứng gác kìa. Đâu, nó đâu. Thằng nào? Trời tối cho nên là sẽ khá là thấy khó thấy nha các bạn. Đây. Đó, chính là thằng đó. Đâu, tao thấy thằng nào đâu mày? Đâu, thằng nào? Tao đang bị quán gà mày ơi. Sao? À rồi, thấy nó rồi. Mày! Rồi xong. Tốt lắm Trevor. Đi đến, nhanh lên. Ê, hình như có xe tới. Rồi giờ sao? Bắn bão bóng đèn xung quanh nhà. Ghê vậy, bắn bão bóng đèn luôn hả? Ok, rồi. Tắt hết rồi. Đừng bắn mấy gã trong xe cho đến khi tụi nó bước ra. À, là tụi này nó đang giao dịch vũ khí hay gì vậy các bạn? À, tức là kêu là đừng có bắn. Để nó bước ra này hãy bắn. Tại mình bắn nó còn trong xe nó sẽ chạy được. Ồ, Ron ghê vậy. Ron này cũng dữ ha. Đợi đi, để coi tụi nó làm cái gì cái đã rồi hãy bắn. Tao nghĩ là nó đang gọi cho cái thằng mà đã chết đấy. Bây giờ xóa sổ nó đi. À, tức là nó giao dịch vũ khí ấy. Giao dịch vũ khí thằng Tommy ấy, mà thằng Tommy chết rồi. Rồi bắn chết luôn. Anh không biết cái mặt nó biểu cảm cỡ nào đâu. Đợi đã, một tên vừa ra khỏi tháp điều khiển. Khử nó. Đâu, thằng nào nữa. Hắn thấy chúng ta đấy. Nhanh lên. Ủa, tao thấy nào đâu mày. Tao chạy tao tìm cái Ron. Tử. Thằng nào vậy ta? Vậy là cái tụi này là nó giao dịch với thằng Tommy, tên dịch vũ khí mà thằng Tommy bị mình giết rồi. Nên là tụi này nó tới ụ đạn nó giết thằng này luôn. Mày từ từ, tao phải tìm nó chứ. Đây tao thấy nó rồi, tao thấy nó rồi anh ơi. Mày, xong. Chết nè con. Ồ không, bên dưới tòa tháp. Một tên khác đang đến. Dưới tòa tháp hả? Ở đâu vậy? Ok, để tao kiếm nó. Nhanh lên, mày nó thấy mình đấy. Ồ, mình thấy cái đèn pin nè, mình thấy cái đèn pin lấp lánh nè. Ê, nó thấy. Chết màu, nó báo động rồi. Căng rồi. Trời ơi, tụi nó phát hiện ra Ron rồi. Chua lắm. Bây giờ tôi sẽ làm lại, tại tôi biết vị trí của nó rồi. Tôi sẽ làm lại. Tôi sẽ làm lại cái nhiệm vụ này. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Can you see me? Rồi. À, nó hỏi mình thấy nó chưa? You wouldn't believe this, Ron. Ờ, thấy rồi. One of these assholes is having a seizure or something. Bạn nào mà xem khúc này thì có thể trả qua. Tại vì nãy mình chơi ngu quá, mình bị chết. Nhớ yểm trợ cho tao nha. Ok, được rồi, tao yểm trợ mày, đi đi. Tại vì cái chơi buổi tối nó khó khăn, nó hơi khó khăn cho mình. Thì theo cái quán tính thì một chút sẽ có một thằng ở đây. Đây. Mình sẽ hạ nó, để kêu con Ron nó kêu mình mới bắn. Ôi, phải bắn ngay đầu nha các bạn. Bắn ngay đầu nha, không bắn ngay đầu là nó không chết đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắn luôn trước hai cái bóng đèn này. Tao đã lo mấy cái bóng đèn rồi. Trời ơi, ghê, cái game này nó hay tới vậy luôn. Mình bắn trước, nó sẽ có lời thoại khác luôn. Hay vậy. Bây giờ là nó kêu mình sẽ chờ. Các bạn có thấy bắn bóng đèn trước, thằng Trevor nói tao bắn rồi, mày yên tâm đi. Hay thiệt, đúng là Rockstar. Không phải tự nhiên mà Rockstar nổi tiếng. Đúng là không phải tự nhiên được. Hay. Bây giờ chờ thằng này nó gọi cho Tony và mình diệt nó luôn. Đợi đã. Rồi, ok.
chạy đi mày. Rồi rồi, để tao 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 tao. If the man wants to pay his respects, I ain't one to cut that short. Rồi xong chết. Bây giờ sẽ có một cái thằng xuất hiện ở đây. Có một thằng vừa ra khỏi tháp điều khiển. Hoang hoang để mình kiếm nó một cái. Mình quên mất nó đứng ở đâu nữa rồi. Tháp điều khiển là tháp này đúng không? Bắn lẹ đi, nó đi kìa. Tội tao kiếm cái mày. Ủa nãy mình bắn nó đâu mình quên rồi ta. Từ từ, tao phải kiếm nó. Ủa nó đâu vậy? À thấy nó rồi. Chết một bắn hụt. Rồi nó chết rồi, nó chết rồi. Hên quá. Hên quá, tí nữa thì mình bị phát hiện. Ok, quất luôn này rồi xong. Hai cục đường này rồi. Bắn rất đẹp Trevor. Một tên khác vừa ra khỏi tòa tháp. Thằng nào đâu. À thấy nó rồi, thấy nó rồi. Ủa tao thấy nó đâu, nó chưa xuống mà. Mày từ từ, mày làm gì gấp vậy? Rồi xong. Vĩnh biệt chàng thủy thủ. Anh quay ống ngắm về phía tôi được không? Ủa mày đang đứng đâu? À thấy mày rồi. Gài bom đi. Có một thằng đang đi tới kìa. Đâu thằng nào đâu? Ủa thằng nào đang đi tới vậy? Ôi, à tới gài bom cái chỗ này luôn ghê vậy. Ủa thằng nào vậy? Đâu nó đâu, nó đâu? Tao thấy nó đâu? Ủa cái nhiệm vụ này hơi bị khó nhìn đó nha các bạn. Khó nhìn vãi luôn ấy. À đây nè, nó nè. Rồi, gục rồi. Tên thứ hai đang đi ra. Rồi gục luôn. Tốt lắm Trevor. Rồi, gục luôn rồi. Trời ơi, tìm mấy thằng này mà mệt luôn ấy. Bây giờ là tụi này sẽ gài bom vào cái thùng này để phá hủy nguyên cái khu vực này luôn hay sao ấy. Tao gài bom rồi. Coi chừng cái thùng nguyên liệu nó sẽ thăng hoa nếu mà trúng đạn đấy. À. Bây giờ gài bom, tức là nó kêu mình đừng có bắn vào mấy cái thùng này không mà nó sẽ nổ. Hắn thấy tôi rồi Trevor. Chết mồ. Ron bị phát hiện rồi. Khoan. À đây. Rồi chết. Bỗng dưng muốn chết. Anh thấy chưa? Trực thăng nó đang đến. Đâu trực thăng đâu? Rồi tụi này nó dắt trực thăng tới đây luôn à. Nếu tôi bắn trực thăng thì bọn chúng sẽ biết ta đang ở đây ngay. Hãy bắn thằng phi công. Khi mà nó sắp hạ cánh, chúng sẽ nghĩ đó là tai nạn. Ok, được rồi, tao hiểu ý của mày rồi, Tron. Tức là khi mà nó sắp hạ cánh thì mình mới bắn. Còn mình bắn bây giờ là nó sẽ phát hiện ra ngay. Oh shit, ghê vậy. Khoan để coi cái bãi tụi nó hạ cánh. Bây giờ mình sẽ chờ nó hạ cánh. Hạ cánh đi. Anh sẽ tỉa thằng phi công. Ok, tao sẽ tỉa thằng phi công cho mày. Rồi, xong. Chết phi công luôn. Quá đã, quá phê anh em ơi. Quá phê anh em ơi. Nổ. Giúp Ron dọn sạch đường băng. À, bây giờ mình sẽ giúp thằng Ron giết hết mấy cái thằng còn lại. Ok, lên xe. Lấy súng ra cái đã. Súng mà nãy tao mua đây, nãy tao mua một đống súng này Ron. Mày thoải mái đi. Mấy này để tao. Lấy súng ra. Quất hết. Đâu, thằng nào. Ok, rồi. Từ từ Ron, bình tĩnh Ron, không sao đâu. Để anh mày, lo hết vậy. Ôi trời, đông quá vậy. Đông lắm, cần chỗ cover anh em ơi. Máu mình không còn nhiều, mình không có nên bắn cương với tụi này. Nó đông quá, tụi nó đông lắm. Rồi, gục rồi, khoan để tôi lấy cái sọt gân, tôi thục banh cái chiếc này luôn. Mày vẫn mặt móc lớp hả con. Ok, giờ mình sẽ đi vô máy bay. Hồi nãy các bạn thấy mình mua cái shotgun là sáng xuống không? Ô, cướp máy bay luôn. Máy bay đã được chất hàng Trevor. Đúng như anh nói. Số còn lại chắc chắn sẽ nằm trong. À, tụi này cướp thuốc hay là cướp súng gì ấy. Cướp thuốc hay là cướp súng gì của tụi này á.
tới cướp luôn. Đạn ghê thiệt. Á, đậm chất điện ảnh phải nhiều. Bắn mấy cái thùng này được. Wow, đã quá. Bây giờ phải cover, bây giờ phải cover chiếc máy bay này để nó cất cánh lên mình mới lấy được số hàng. Nó chạy rồi. Ủa đông quá vậy. Hoang mang mình đổi. Ủa đổi súng không được, nó bắt mình phải chơi cái súng này. Xe cháy rồi. Mày bắn vô mấy cái bình xăng con đó là nó cháy à. Ủa đông lắm. Ủa đông lắm. Ủa cướp hàng của tụi này ghê thiệt. Cái tụi mô tô này sao nó mạnh dữ vậy. Tôi tưởng là tụi nó lâu la mấy thằng thôi, ai ngờ tụi nó đông bà cố luôn ấy. Ôi ơi, có thằng nào nó chạy sau lưng nữa kìa. Ôi ghê vậy, nó chạy sau lưng nó bắn mình luôn à. Thông minh vậy. Ok, dọn được băng xong rồi. Sạch sẽ rồi. Ok rồi rồi, ngon rồi, ngon rồi. Rồi nhảy. Cho thằng Ron nó chở máy bay đi. Ok rồi, Michael lấy thêm chiếc khác nữa. U nó nhảy lên kìa. Cẩn thận bọn xe máy chúng rất đông. Sau khi tăng tốc thì gạt cái cần xuống để bay. Ok. Ồ mình được lấy máy bay các bạn ơi. Được lấy máy bay các bạn ơi. Ok bây giờ mình sẽ chạy để lấy tốc độ. Mình sẽ chạy để lấy tốc độ mình mới bay được. Cất cánh nào. Yeah. Đã quá, đã quá, đã quá. Ôi cái thằng quý kia nó đu máy bay kìa. Đu càng máy bay kìa. Nó vẫn chưa chịu rớt hả? Rồi tao sẽ cho mày rớt. Mày hả mày? Loại vũ khí này có thể đến hai chỗ. Phía Bắc, những người anh em Canada. À, vậy như tụi này nó chôm vũ khí. Ok, bây giờ mình sẽ bay với thằng Ron. Ron nó đang chở hàng á. Ồ, đã quá các bạn ơi, phê quá các bạn ơi. Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Ok, mình sẽ lượn qua. Các bạn thông cảm nha, tại vì cái tà lái máy bay của mình nó hơi bị lầy, cho nên là có khả năng là mình sẽ tông vào núi. liều không, lượn một vòng không các bạn. Ồ, phê chưa? Có ai nói câu gì chưa? Ôi, phê lắm các bạn ơi. Hãy tải ngay GT5 trải nghiệm đi. Ôi, phê lắm. Ê, tí nữa thì tông vào vách núi. Các bạn biết tại sao lái máy bay này rất là khó. Nó bị ngược nút á. Khi mà các bạn gạt cần lên á, thì nó sẽ bay xuống. Và khi mà gạt cần xuống thì nó sẽ bay lên. Tôi đã thấy có tín hiệu rồi. Ok bây giờ đi đâu đây. Không biết đi đâu nữa. Mình sẽ bay với thằng Ron. À có cái tín hiệu kìa. Có khói đằng kia các bạn. Chắc căn cứ quân sự là vùng cấm bay. Không nên bay vào khu vực này. Ok nó cảnh báo mình đấy. Ok, vậy là mình nghĩ là sẽ đến cái chỗ mà có đang có khói bốc lên, nó không biết là có cái gì ở đó. Sẽ tới đó coi. Bay thấp nhất để tránh bị căn cứ quân sự phát hiện. À. Ôi, bay thấp quá thì máy bay mình sẽ bị đảo. Ồ, có gió mày. Cái gì vậy, thả gì vậy? Thả hàng xuống. À, thả hàng hả? Thả hàng bằng nút nào? Bấm nút A để thả hàng. Ok. Ok, tụi nó nhận được hàng rồi. Vận chuyển thành công tốt đẹp. Ồ, đẹp quá à, nhìn đi. Ồ, đẹp quá à. Ôi, Los Angeles, fuck you, đẹp quá. Bây giờ là, tôi nghĩ là bây giờ là chúng ta đang tìm chỗ hạ cánh đấy. Ôi phê, hôm nay anh em xem phê luôn nha. Hôm nay quay cho anh em xem phê luôn nha. Ok, bây giờ là mình biết chỗ đi rồi, bây giờ anh sẽ đi. Ôi, tiếc quá, tôi quên mất cái nút mà để chuyển vô nhìn cái góc nhìn thứ nhất, bực bội ghê. Thôi là cho anh em nhìn thấy từ trong máy bay rồi. Mexico. Yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. Okay. Trời, anh em nhìn nè. Ồ, anh em nhìn cảnh này. Ôi. Ôi trời ơi, GT5 đẹp quá đi. Không biết GT6 nó sẽ như thế nào nữa.
Với lại một phần là mình cũng có mod cái đồ họa cho nên nhìn nó ảo, nó đẹp lắm. Woo, lên núi nào. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. Oh, nhìn mấy cái dãy núi kìa. We'll talk about the exact split đẹp when chưa? We're grounded, okay? Wow, come on. Bây giờ là mình sẽ tìm, mình nghĩ là bây giờ là tụi này đang kiếm một cái đường băng để đáp ấy. Ồ, chút đáp xuống không biết mình đáp được không nữa. Không biết tôi đáp nổi không nữa. Ôi. Trời ơi, đã quá. Ồ, bài tháp xuống cho anh em xem cảnh nha, bài tháp xuống cho anh em ngắm cảnh nha. Trời, đẹp chưa, đẹp chưa. Đây là cái vùng ngoại ô. Bài tháp xuống thì gió hơi cao anh em ạ. Bài tháp xuống thì cái gió nó làm máy bay mình sẽ bị đảo ấy. Bây giờ hãy bấm nút B để tập trung vào đường băng, giảm tốc độ và hạ cánh nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ bay tới đường băng. Ôi, bấm nút B đấy. Rồi rồi, ok, bấm nút B để hạ cánh. À, đường băng trước mặt kìa. À, đường băng đây, đường băng đây. Đây, 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 hạ cánh. Hạ cánh, hạ cánh, hạ cánh đi. Ôi ơi, không được, không được, không được, không được, không được. Mình phải đánh vòng lại rồi, đánh vòng lại rồi. Mình phải đánh vòng lại. Ủa, đạn hạ cánh khó lắm, các bạn biết. Đi máy bay khó nhất là hạ cánh ấy. Bây giờ mình sẽ đánh vòng lại, đánh vòng lại. Ôi, bay cao lên, treble. Ôi, nguy hiểm quá. Đừng có dướng dây điện nha ba. Ê, đáp luôn vậy man. Giờ sao bay lên. Bây giờ mình phải chạy. À đúng rồi, nãy giờ mình quên, Trời ơi, máy bay ai bay ngang qua vậy. Bay lên, bay lên. Chưa có tốc độ, bay không được. Ê, ê, coi chừng nổ máy bay, chích mồ, nãy mình hạ cánh ngu. Ê, chích mồ rồi. Banh luôn. Lấy máy bay khó lắm anh em à. Thông cảm, nha. Lấy máy bay hơi khó. Lấy máy bay khó lắm. Đùa được. Ok rồi. Thôi vậy là tôi sẽ dừng quay đi tập đây. Và nãy giờ anh em xem này chắc cũng chán rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ dừng quay tại đây và tôi sẽ tìm cách hạ cánh xuống. Là chúng ta sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này, mất công anh em xem dài, anh em chán nữa. Ok, rồi, thôi tập này mình sẽ dừng tại đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tập này mình quay rất là dài để cho mọi người xem. Ok, nếu bạn thích thì đừng quên cho mình một like và xem bấm đăng ký nếu các bạn muốn xem những clip chơi game của mình về sau nha. Ok, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.